tàu vũ trụ tuyệt mật X-37B đã trở lại trái đất sau sứ mệnh kéo dài 908 ngày. Phần lớn hoạt động trên quỹ đạo của con tàu không người lái này đến giờ vẫn là một bí ẩn. Tàu vũ trụ X-37B của lực lượng không gian Mỹ đáp xuống trạm vũ trụ Kennedy vào ngày 12 tháng 11, LightScience mới đây đưa tin. Đây là chuyến bay tương tự thứ 6 được X-37B và tàu Song Sinh hoàn tất kể từ năm 2010. Ở độ cao khoảng 400 km trên trái đất, đây là sứ mệnh dài kỷ lục của X-37B. Phần lớn hoạt động của X-37B trong lúc con tàu này bay trên không gian vẫn là một bí ẩn. Tuy nhiên, một vài thí nghiệm được X-37B tiến hành suốt 908 ngày trên quỹ đạo đã được hé lộ. Chẳng hạn, phòng thí nghiệm nghiên cứu hải quân Mỹ đã thành công trong nỗ lực thu thập ánh sáng từ mặt trời và truyền trở lại trái đất dưới dạng vi sóng. Theo LightScience, lực lượng không quân Mỹ cũng đã triển khai một vệ tinh huấn luyện được điều khiển bằng điện tử. Trong khi đó, cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ NASA tiến hành thí nghiệm tiếp xúc vật liệu và đổi mới công nghệ trong không gian MESTIC-2 để tìm hiểu tác động của môi trường không gian đối với nhiều vật liệu khác nhau. Không có chi tiết nào về các thí nghiệm khác trên tàu được tiết lộ, điều này đã làm dấy lên nhiều đồn đoán khác nhau. Cựu giám đốc cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos, ông Dmitry Rogozin, được cho là kết luận X-37B có thể được sử dụng để phục vụ hoạt động gián điệp hoặc mang vũ khí hủy diệt hàng loạt, theo LightScience. Ông Song Zhongbin, một chuyên gia bình luận về quân đội Trung Quốc, cho rằng với việc X-37B có thể thay đổi quỹ đạo bay, con tàu không người lái này có thể được sử dụng để do thám những vệ tinh khác hoặc thậm chí quản lý các cuộc tấn công từ vũ trụ.